Vâng, trận đấu thứ tư sẽ đấu thứ ba, hai đều đấy. Max C của lớp 1. Bên kia AC Katha hay à. Hit đi của chị Mạnh. Pan mark hit gách. Vâng, quả đầu của chị Boy rất đẹp, 7 cây. Vâng, đối bạn hai A trận này nhiều khả năng sẽ có một A đánh cung A. Chả đùa đâu. AC Katha hai A. Quân đối bạn cũng không hề xấu trận này. Katha Greg cân nhau. Hai A cân với Panmark. Hit cần AC. Vâng, Max C của lớp 1. 3 voi về nhà. Kích đợi 7.49. 7 hiệu đầu hay gì đấy, hiệu đầu 6 à. Chip Boy ở ngoài đầu cánh cầm Crick. Sao con voi đi hay nhỉ? Vướng dân nó quay lại à? Tình huống mà tôi chuyển máy các bạn xem nhìn rất là hài hước. Con voi nó đi lòng ngoằng, xong rồi vẫn cứ đuổi theo con dân. Như vậy là bầy hiêu có voi về nhà và có quả phụ. Bài Greg của Chip Boy cũng rất là đẹp. Vâng, bài Greg của Chip Boy thậm chí là cuối 9 đầu 10 sớm. Thông tin nội một báo về trong 3 giờ không có cái gì. Như vậy là không có, không sợ kẹp xăm. À, không có đồ ăn à. Mỗi chim sẻ và Greg lên đời thôi. Chim sẻ kích đời rồi, 93x. Sóc giò. Và phải giảm áp lực thật tốt cho chim mạnh. Và lại đánh luôn nhà ngọt. Bài bàn rất đẹp. Bên kia ba nhà chết dân. Thấy mô bao chết hai dân hay gì ý. Tươi.
Lớp 1 sẽ tìm nhà AC và gửi gắm hai cái nhà Y mồm. Vâng, 36 giờ. Đã tìm thấy rồi. Nhớ AC đâu? Tìm ra ngày nhà AC của Hồng Anh là tặng cho ngay một hộp tăm vào mồm. Đây là mồm 2. Kata. Thế từng mồm 1 đâu rồi? Ôi, lộ, cẩn thận lộ. Can lộ lộ. Đây rồi, cái bóng. Cái xe giò của AC tôi đã nhìn thấy. Tôi đã thấy con xe giò của AC rồi, có lẽ nhà AC ngay cạnh nhà mùa 2 này thôi. Mùa nó lên 3 rồi. Mùa 2 có lẽ là dâng L, không biết phải dâng L không. Ui dồi, chỗ này 4 voi mà ăn được hết thì ngon, thì sẽ rất nhiều lực. Ai có vàng cho luôn 1 xin 100 vàng. Để lưng chiêng 3 luôn. Rồi mút được 3 con voi này thì mát quá, hy vọng đội bạn sẽ không đi tìm thấy sớm. Lưng chiêng 3 rồi, có chém lên chém mồ hài hè. Hè hè chạy toàn bộ dân ra ngoài. Đây rồi, AC đây chứ đâu. Hay quá. Cho xin trăm gỗ màu 8. Màu 8 cho trăm gỗ lên nhanh lên. À, cho trăm gỗ để thắng luôn nào. Y đâm được. Lâu thế. Thế không đóng được Y rồi. Xây ra ngoài cũng được. Vâng, cố gắng xây được cái nhà Y thì ngon. Mẫu 1, ơ mẫu 4 đầu cánh bên kia đánh cung A. Ai đẩy lên mẫu 4 này, A1 áo đang sang cứu mẫu 1. Chim sẻ. Dân mẫu 8 vào nhà. Vâng, bây giờ các bạn sẽ thấy được màu 4 và màu 1 đang khung nhau, ôm nhau. Sang mà chém màu 1 đấy ạ. Vòng vòng sang mà chém màu 1. Vòng. Thế thì đánh màu 4 đi được, không cần phải đánh màu 1, để màu 1 dummy thôi là được. Để truy mệnh dummy là ngon. Lực lạc đà bên này không còn nhiều. Chim sẻ mất hết lạc đà trong rồi. L1, 19. Vâng, chim mệnh. Bắn được rất nhiều dân ruộng mùa 4 rồi. Chủ lực bên này đang siêu yếu, Tiểu Bạch Long và Hồng Anh. Ôm nhau để sống này mà. Nhưng mà thông nhau thì không sướng lắm. À, vàng của mùa 4 rất dễ bắn nhá. Mùa 4 chắc chết luôn từ này, nếu mà có khoảng 10 cũng là ít để lên là chết luôn. Nhưng trong khi đó thì màu 4 đang yếu thì màu 1. Màu 1 chết thôi, màu 1 chết luôn. Màu 4 mà không quân cứu chết luôn. Màu 4 siêu yếu rồi. Hay lắm. Tuyệt vời, mạnh mẽ chip boy. 31 quá khỏe đầu cánh. Thằng hai bên mình đang đè lên rất mạnh. B1
Bên mình bốn nhà đều to khỏe cả. Chị Mạnh dồn quân lên, áp lực lên là liên tục đi, cứ bắn vai vàng. Nhà thì dưới dốc, nhìn cước. Rồi nó một dân voi sạch rồi. Thôi chị voi ơi, em có thể lui lô một được không? Thịt thịt 6-7 thịt. Vô thường còn khỏe hay thế nào hả chị voi? Nó có tí quân thôi mà em, tham lai mình đè mạnh lắm. Lô một phít tham, một tham vẫn đè mạnh mà. Chị voi ơi, em đừng, em sốc chém vừa thôi, cho đồ chia lô một dummy nó hiệu quả hơn. Xin mỗi thực thôi, vàng lô một đẩy. Bánh xe đi. Mưa à? Mưa rào, mưa to thế. Không cần vàng đâu chị voi ơi, cần mỗi thực cho em ạ. Rồi chim sẻ đang chém chết cho toàn bộ là lượng lão đảo của em. Nó chạy giữa bản đồ mà, lấy nó chạy toàn bộ dân ra bản đồ. Hở kìa chim. Ở ngoài đừng nói gì. Chim mạnh tam 60, to nhất bản đồ. Cho chim mạnh vàng lên đầu máu. Lên bản đồ đầu máu. Đồ bạn hết quân rồi, ít quân lắm. Rồi một song y đi, đồ nhồi liên tục. Chim bòi tầm này nó bơm rồi. Kìa kìa quân quân nó đây này. Bắn đây, có, đấy rồi, chọc đi. Hút đam. Úi giời, y, cùng đời đi bắn y, giờ không anh này. Cung A thì chả bắn, cứ lấy cung đời bắn. Rồi, hay lắm, tuần này chết chặt luôn. Tỷ số sẽ là đều, xây đấu thứ ba. Không cửa thua. Không có cửa thua nữa, chim bòi đang có một kích chém đi vào đây cùng luôn. Đỡ làm sao được. Vâng, hè đã quýt. Tỷ số xe đấu thứ ba là 2-2, chúng ta sẽ có một trận chung kết, bị dẫn trước 2-0 và đang có cơ hội để bật ngược bài. Cái quả này không phải, cái quả này, cái quả này. Đây là chủ yếu.